Chào các bạn, mới về quê có chục ngày mà lúc quay trở lại thì cá chết tùm lum. Vậy nguyên nhân do đâu? Thứ nhất, hồ cá quá dày đặc, quá nhiều cá, đến nỗi nếu mà cúp oxy thì chắc chắn là cá nó chết. Trong thời gian chúng ta về quê, chẳng biết rằng có bị cúp điện hay không. Vậy việc đầu tiên đó là nuôi cá đừng có dày đặc quá, đảm bảo cho dù là khi cúp oxy đi, cá nó vẫn bơi lội tung tăng. Còn nếu mà lỡ nuôi dày đặc rồi á, thì trước khi về quê khoảng 2 ngày, hãy lấy tất cả các chậu, thau, các thứ, cái nào mà có thể đựng nước được mà nó khá rộng rãi đó, chúng ta hãy phân chia cá ra, cho thêm rong bèo các thứ vào. Nếu như mà không có rong bèo, hãy ra chợ mua mấy bó rau muống các bạn ạ, thả vào. Việc này nên làm trước khi chúng ta về quê khoảng 2 ngày để chúng ta còn quan sát xem cái thau, cái chậu đó cá nó bơi lội có thoải mái hay không, có xảy ra hiện tượng nhảy, có cần phải che đậy gì các thứ này nọ hay không. Thứ hai là vấn đề thay nước cho cá. Nhiều bạn sợ rằng mình về quê lâu quá nước nó sẽ dơ, cho nên trước khi về quê liền thay nước. Nhưng mà nếu mà thay sát cái giờ về quê quá, nhiều khi nước nó làm cho cá bị sốc, cá chết này nọ, chúng ta sẽ không quản lý được. Vì vậy nếu muốn thay nước cho cá thì cũng nên thay trước khoảng 2 ngày. Tiếp đó là vấn đề cho ăn. Nhiều bạn sợ rằng về quê thì cá nó sẽ đói, cho nên trước khi lên xe liền tống một đống thức ăn vào cho cá. Tùy loại thức ăn, ví dụ như là cá mồi thì nó bơi lội tung tăng thì nó ít làm ô nhiễm hồ. Còn với ví dụ như là cám viên chẳng hạn, mà chúng ta cho quá nhiều vào hồ thì cá ăn không hết và nó gây thối nước. Thối nước thì cá sẽ chết một vài con thôi. Rồi những con cá chết đó nó sẽ làm ô nhiễm nguồn nước và làm cho cá cứ chết dần theo. Vậy nên nếu muốn vỗ béo cho cá thì nên tăng cái lượng thức ăn từ khoảng 10 ngày trước khi mình về quê. Còn cái thời điểm mà mình chuẩn bị lên xe về quê á, thì chỉ cho ăn bình thường, mọi ngày cho ăn như thế nào thì bây giờ cho ăn đúng như vậy, đừng có tăng lượng đồ ăn lên. Thêm nữa là nếu các bạn có nhiều rong bèo thì các bạn cứ cho vào hồ, không có thì ra chợ kiếm bó rau muống rồi về phân chia ra cho vào hồ. Nếu mà mua được mấy quả dưa leo mà nó già á, thì các bạn bổ dọc ra rồi cho vào hồ để cho cá nó rỉa, nó ăn từ từ. Nhưng mà là dưa leo già nha các bạn, vì nếu mà là dưa leo non á, thì nó sẽ bị thối, còn dưa leo già thì nó cứ săn chắc như vậy cho cá nó rỉa từ từ. Rồi cuối cùng khi chúng ta từ quê quay trở lại, nhìn vào hồ cá, wow may quá, cá nó vẫn còn sống, cá nó chỉ hơi gầy một chút thôi. Chúng ta liền lập tức cho cá nó ăn nhiều lên để giống như là mong cho nó mập trở lại. Đó, vấn đề nó chết ở cái chỗ đó đó, cho nó ăn quá nhiều dẫn tới nó thì đang đói, nó lại vớ được đồ ăn, nó ăn quá nhiều, đồ ăn vào ruột nở ra, lúc đó nó mới chết. Vậy cho nên khi từ quê trở lại và chúng ta thấy cá như vậy thì chúng ta cứ kiên nhẫn, cũng chỉ cho ăn một lượng vừa vừa thôi, cứ từ từ, không thể nào mà cho ăn 1-2 ngày mà cá nó mập lên được ngay đâu. Cứ từ từ cho ăn vừa phải để cho cá nó quen dần, tránh tình trạng ăn no quá rồi đứt ruột chết. Còn nếu các bạn quá lo lắng về vấn đề cho cá ăn mà các bạn có điều kiện thì cứ mua cái máy cho cá ăn tự động các bạn, hẹn giờ có thể điều khiển từ xa. Đây là mình đang nói tới những loại cá mà nó ăn cám nha các bạn nhé. Mình về quê ăn Tết 2 tuần, lên thì cá vẫn còn nguyên, chỉ hao hụt có một vài con, là mấy con đuôi kiếm có tuổi thọ tới gần 3 năm rồi. Có thể là nó già yếu quá cho nên là lúc mấy con Ali nó đói thì nó săn mấy con đấy thôi. Nhưng bù lại, mấy con Ali của mình nó cũng đẻ thêm một bầy nữa. Mấy con Ali con nó trốn ở trong mấy hốc đá, mình lừa mãi mới vớt được từng đây các bạn này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng tiếc một like và một đăng ký kênh nha các bạn nha. Các bạn cũng có thể vào kênh của mình, còn rất nhiều video hữu ích cho các bạn đấy. Tạm biệt các bạn.